Đại ca không đi sinh nhật hả? Ủa nãy đại ca đi sinh nhật rồi mà Phạm Hân. Đại ca đi sinh nhật gì từ nãy giờ rồi mà nói gì vậy? Ê mọi người, nãy giờ Phạm Hân nó không đi sinh nhật kìa. Tìm nhỏ chiếc này à? Ê mọi người, nãy giờ Phạm Hân nó không đi sinh nhật kìa. Em lo làm mới rồi hả? Chị sinh nhật về rồi. Em ngủ một giấc dậy hóa thành Út Cờ luôn. Đại ca hát hồi nãy dắt 1000+ người đi sinh nhật rồi. Nãy hát sinh nhật quá trời luôn mà chúc mừng được các bánh ăn xong xuôi hết rồi đi về rồi. Sinh nhật ai vậy? Nãy giờ chị đi sinh nhật rồi. Xem tới cổ vậy. Em còn không biết. Dạ cảm ơn anh Sơn ạ, chúc sao buổi chiều vui vẻ. Ủa là sinh nhật ai hả? Chị đi sinh nhật hồi nãy, chị mới đi ra chị về không thấy hả? Ủa sinh nhật ai thì em không biết. Sao tự nhiên em tối cổ ngang nhỉ? Ủa? Ủa là... Ê trong nhà mà không biết đi nào luôn á. Ừ. Lấy nước chị. Cảm ơn Thùy Linh, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Chứ không biết gì luôn. Ừ. Người ta nói là người ta đi sinh nhật gì mà không một ai tin. Chỉ có một cái máy trong con người trong đây hồi nãy đi sinh nhật với tôi tin thôi, chứ không ai tin là tôi máu đi sinh nhật gì hết. Bạn mẹ nó mà nó cái bằng chị còn khen đẹp hơn mẹ nó. Lỡ khóc lực. Nguyên văn câu của nó là chị đẹp hơn mẹ em. Nguyên văn câu của nó đó, chị đẹp hơn mẹ em. Tao không có nói là nó đói đâu. Em mới thức là thấy đại ca trả kèo rồi hả? Sao thì chứ, đại ca cũng đâu có muốn trả kèo đâu. Tự nhiên cái kèo nó tới nên là phải trả thôi. Số kiếp rồi. Số bắt mình trả kèo thì mình phải trả kèo thôi. Đã. Mắc gì càng ngày càng xinh vậy ba hả? Tôi mắc mắc dữ. Được không? Chị mắc mũi đi hả? Mày cất hùng không? Là đi nào? Là đi chưa? Rồi nước tới đâu? Ra bánh nước. Hồi tới mới chi 5000 rồi giờ Ali bị chết. Mà cũng đẹp hơn thiệt, giả nói có thiệt mà sao ta tổn thương. Tại vì ai biểu, tại vì bạn lấy chồng sớm quá thôi chứ. Thiệt ra nếu mà bạn ở chung bạn mà các bạn giữ gìn tới như tôi tới tận giờ này thì chắc là các bạn sẽ không xuống sách nhanh vậy đâu. Ai biểu bạn đẻ 2-3 đứa làm chi? Đó phải không? Vậy như mình bây giờ người ta tưởng đâu mình 10+ tuổi không à? Ai biểu? Hồi đó tao cản không chịu nghe. Hồi đó tao cản tụi bay, tao cản không cho lấy chồng, không chịu nghe không? Bá dính rồi. Hồi đó tao cản không một đứa nào nghe tao. Nào không chọc bạn hả? Không, nhiều lúc mình nhìn bạn bè mình có gia đình hạnh phúc, mình cũng tủi thân lắm mọi người. Dạ. Lấy vợ là không già hả chị hả? Ừ. Tuổi thanh dự chưa? Tuổi lắm. Cái đất dự chưa? Yêu chị xíu quá, cảm ơn em. Dự gian bự mấy, đốm dậy. Cô dính chân chưa đại ca? Bỏ ơi, chán. Mệt. Quá chịu đựng rồi. Xinh quá, mọi người xinh một kiểu. Cảm ơn bà già. Quái thằng gì? Cưới vợ cho hết tuổi đại ca hả? Chán nhanh vậy hả?
bây giờ mình của Hoàng không dính đại ca đổi đâu. Đại ca không có chồng mà có ông xã hả? Bây giờ đại ca làm gì có ông xã đâu. Ui, lấy ông xã thôi. Ông xã Ê. Mình dậy nè nữa. Đừng khúc này đừng ngại, bác em luôn vui vẻ, trẻ đẹp và thành công nha bà. Ok, nhất định tôi sẽ thành công giờ. Tôi về, tụi mình sẽ lặp lại ước hẹn năm xưa. Ngày xưa chúng mình đã có một lời thề với nhau, đó là năm 28 tuổi, đứa nào mà không lấy chồng thì mỗi đứa sẽ góp cho tao 1/3 căn nhà. Thì xin thì bây giờ tụi bà hãy thực hiện lời hứa đó. Hồi đó tụi bay có lời hứa đó, tụi bay nhớ không? Năm 28. Tụi bay hãy thực hiện lời hứa của mình đi. Vô kèo. Thế con chuyện. Yeah. Nhờ thằng con mà đại ca mới nhớ ra. Trời, lời hứa già, đúng rồi, tụi em có một lời hứa khắc cốt quyết tâm là đứa đầu năm 28 tuổi mà chưa có chồng thì đứa đó sẽ được hưởng căn nhà đó. Chị Linh chạy đi. Giá mà quên đi chị ơi hả? Thằng con báo mẹ quá, có luôn hả đại ca? Có mà đại ca nhớ như in. Cảm ơn Bin ạ. Tự nhiên bất ngờ. Đâu có, tự nhiên cái ta nhớ lại lời hứa năm xưa đó. Bốn đứa mình đã cắt báo anh thề với nhau. Dạ xin nghe ạ. Ký ức u về. Tự nhiên ký ức vừa u về ngang. Thôi vô tiếp đi. Linh trị tội thằng con. Hello Như ấy, hello tất cả mọi người. Nay tròn nhìn dễ thương hơn nè. Em lên được 3 kg rồi. Cảm ơn user đã follow em ạ. À.
giống cô ba Hồng Kông là ai vậy? Ba Hồng Kông là ai vậy mọi người? Hello Kim Nguyễn, hello tất cả mọi người. Cảm ơn Như Ngọc ạ. Xíu rồi bữa nay Như cầm túa vậy. Mắt to đẹp quá. Vì em đã khóc thật nhiều từ lần yêu đầu tiên. Vì em cảm thấy một mình dù ai đang cạnh bên. Vì nước mắt em rơi, vì em thấy chơi vơi. Nên con tim giờ đây lại thêm một lần tổn thương. Vì em đã khóc nữa. Vậy nên cảm xúc giờ này hòa tan theo làn mưa. Mà kể những mọi người thấy thiếu vang hả? Thiếu vang hả? Để chút chỉnh lại. Anh Năm Lai. Yeah, chị xíu là rồi. Rồi. Hello Lona, hello Trần Trần. Mùn với mì. Hôm nay em dẫn em và đàn vịt của MDBK. Và một người nữa. Và gia đình của đàn vịt của MDBK. Hân hạnh làm quen với mấy chị. Cho tụi em chơi chung nữa nha. Trần ơi, Trần mày giàu chưa? Thôi em giàu thì giảm ăn luôn á. Đâu đi. Mày giàu giảm ăn luôn hả? Gây quơ nữa. Em mọi người ơi. Em mọi người ơi, tính ra ngày hôm qua con Trần Trần nó kêu em bằng mày, xong hôm nay cái nó vui vẻ là nó kêu em bằng chị. Chắc hôm nay nó giàu thiệt. Thôi em lấy. Hôm qua lắm cho nó buồn, nó chồng cái gì mà nó kêu bằng mày luôn rồi. Tôi buồn, tôi kêu bằng mày, tôi vui, tôi kêu bằng chị rồi. Thích gì á. Vậy là chắc hôm nay nó giàu mọi người ơi, tin tưởng của Trần Trần một lần nữa. Điểm coi rồi. Mấy ông mày mời vú nè vô chứ. Hài quá. Ê, em cũng đang mời vú nè vào á chị. Mời vú nè vô đây. Tôi quýnh nó tiếp. Một là tôi quýnh nó, hai là nó quýnh tao. Mẹ hay lắm. Thành phút bên nhau nay còn đâu nữa. Người về trong thương nhau. Ở đâu ra một đàn dịch vậy? Người đi nhớ thương tụi em chơi. Dịch nhà em nuôi á chị. Đâu đứng lên xem với. Tí nữa tôi ship tôi thành một em hát một nửa bài rồi, xíu nữa em hát một nửa bài nữa. Tí nữa em mua một đống về xong rồi em gắn vậy nè. Nè em nhảy ấy được. Em nói. Được. Ở đâu? Mình nhiều vậy? Mình không phải mua dịch thôi. Ở đâu vậy? Em phải mua mới được. Mua ở Shopee á. Chờ chị xíu, chờ luôn nghe, chờ chị. Hello Juna. Em qua kia với Ken đây, đi đâu vậy? Bởi vậy kêu bằng xe ấm. Mía hay lắm. Trời ơi, lại là con Trân đồng đội mình sao? Chị Trân nghe chị xíu một phía hả? Chị nào? Nghèo lắm ơi, Trân nó cũng nghèo lắm, em yên tâm. Nhưng mà ơi, nhưng mà em cũng nghèo. Bạn ơi, bạn nhấp tay vô, nhấp tay vô mình ba cái với em cả nhà mình ơi. Cảm ơn PGP ạ. Quái, chứ sao kêu nghèo mà lên mũ? Xe bởi cũng giao dịch. Ai biết nhà giải quyết đây. Cảm ơn mọi người ơi, mọi người nhấp tay giúp màn hình 3K giúp em nha cả nhà mình ơi. Everyone tap screen. Mọi người tap giúp em gia đình ơi. Em phải mua cái này em nhảy mới được gia đình được á. Content mới. Được. Chốt rồi. Cảm ơn Next. Trời ơi, không quá trời không rồi. Em muốn nhảy cái gì nhấp tay màn hình 3K giúp em nha cả nhà mình ơi. Mọi người nhấp tay cho em 6 cái sẽ tới gia đình ơi. Mình cho là ship phải không? Và em sẽ là dòng đẹp trai kêu vậy đi. Trai kêu gì mấy chị? Hello anh HCU, HCU yeah. Oh my god, mọi người có thấy Thanh BK không mọi người ơi? Mọi người có thấy Thanh BK không? Thấy. Cảm ơn Mom, cảm ơn chị Thủy ạ. Hay là bên em với chị Dung Nam có dịch thì mình chơi kèo dịch đi. Còn chị Chân Trần với chị xíu thì mình chơi kèo khác. Tôi có kẹp. Thôi bây giờ mình chơi ai hôn mình lấy mấy con vịt mình kẹp vô cái mỏ. Trời ơi. Đau lắm á. Đau chị ơi, đau điên luôn á. Cái này nó chặt lắm. Đau lắm. Cái này chặt lắm. Tôi có kẹp à, tôi không có vịt. Hasuye. Thì nghèo làm sao mà có vịt được. Trời ơi anh ơi, em phải quýnh nó bằng đội mới chịu anh. Xe mà hổ chị á hả. Bạn ơi nhắc tay giúp hình 3K giúp em nha cả nhà mình ơi. Đúng anh Quân. Ơi kẹp vô mũi được nè. Tắt màn hình giúp em cả nhà ơi.
em xin đau không cái nha. Này đau lắm, cái này đau cái đó của chị nhỉ, cái này đau lắm, có răng đúng rồi nhỉ. cái răng cưa nữa chị đúng không? Đau trời ơi, đó đau rồi đó. Ừ thôi em phải mua dịch mới được. Cho em xin 6 bông gia đình ơi. Em mua dịch em mua đại khác. 3 bông nữa nha mình ơi. Anh nhà mình ơi, nhắm tay giúp hình 3 cái đi. Trời ơi, có bao nhiêu dây, có bao nhiêu dây. Hai xô dê. Một bông nữa mọi người. Cảm ơn Nguyễn Thị Trúc đi ạ. Cảm ơn dịch ơi, một bông nữa kìa nha. Một bông nữa nha ơi. Thiên kinh bia hả? Vô. Chơi gì vậy? Chơi đi em chơi đi đây 3 lần là em gặp chị Trăng 3 lần luôn, em mệt quá. Ngáo. Ờ, bà đây cũng nói vậy. Mày đặt con dịch có hỏa tóc không? Không yeah. Biết đặt ở đâu nè. Đây có Shopee không? Shopee hỏa tóc có không? Hình như có. Ừ, ngán lắm. Sài Gòn đẩy mà. Đâu, để coi thử. Em cảm ơn quá. Ít hai nhà mình ơi. Chơi chứ mình không làm bên đây chơi được. Cảm ơn Ken. Hello LTA hả? Cảm ơn Quang. Cảm ơn chị đó. Mộng ơi. Kèo gì vậy? Cho lên kèo đi. Không biết kèo gì vậy? Thôi mình lấy kèo mà thôi, chơi mình có điểm mà mình ra kèo thì kỳ quá thôi, để bên ra đi. Ra đi, cái gì đâu mà kỳ. Ra đi chị có điểm ra chứ sợ chị đâu. Đường nào chị muốn chán là chị thở vậy chị xíu. Vậy thì bây giờ kèo Yuna mạnh hoài ta. Trời ơi. Tính này nó mạnh hoài luôn á. Nghe nè, nghe nè, từ từ chị xíu với chị Trăng, nghe nè. Nghe nè. Lấy gì? Lãng gì? Mà nhả miếng gì? Miếng gì? Có nè. Là miếng bỉ của kêu rít rít đó. Coi chừng gãi chị ơi, coi chừng gãi, coi chừng gãi. Luna ơi, Luna. Ôi ôi. Vãi. Ngơ quá, đám ngơ quá, cái bạo lực quá. Tưởng đâu bị đau khớp không á. Bẻ tay, mỏi tay. Chị xíu ơi, chị xíu ra kèo đi chị xíu. Tham đều cho thắng thua đi, rồi ra kèo tính chào. Chứ bây giờ ra kèo sớm mới không thua, nhức đầu lắm mày ơi. Vậy là không, vậy là sợ. Lên 19 cái điểm mà còn sợ. Trời ơi, nó sao có khả năng chở mình mà sợ gì trời. 19 ca đại điểm ca của đấy. Luna là ai vậy ta, để suy nghĩ coi. Bên đây 19 ca điểm nhưng mà phải bỏ vô hộp quà là mất 2 ca nữa rồi đó, biết không? Bên đây nhà giàu cho hộp quà thôi. Ờ, cho hộp quà đó chứ. Trời đất, mất 2 ca. Đây cuối mọi người ơi. Cuối giấy mọi người ơi. Hôm bé ơi, anh có vợ rồi. Nhớ là ghế của anh luôn. Thank you đại ca, thank you mọi người. Nhấp tay người ta mới nghe được. Thank you chàng, chấm nan, chấm miêu. Mở lên vỗ luôn. Vợ anh đẹp, vợ anh thích tin tin là bè. Chưa chung, chung là vợ anh là nhất. Cảm ơn Nát Sợ, cảm ơn Dê, cảm ơn chị Huệ, cảm ơn Tài, cảm ơn Trâm Nguyễn, cảm ơn Phương, cảm ơn Thuy, cảm ơn Sắc, cảm ơn Còn Còn, cảm ơn tất cả mọi người đã nhấp tay và tặng quà với em, cảm ơn mọi người nhiều ạ. Nãy giờ ai cũng nói là không ai nói cái gì đâu chị Trân ơi, không sao đâu hả? Không phải, nãy nè, ba người đó nghèo, có mình tôi nó giàu thôi đó. Nhìn đi. Ba người qua đều khen nghèo luôn á. Tôi là cái bà sĩ bên đó tôi giàu nè, tôi nói tôi giàu thiệt. Chị Trân offline đi, tự ái quá. Đi kìa. Chắc nó ớt quá. Thôi, tự ái quá. Thôi, theo cho Trân đó. Nghèo. Con Trân chỉ có khi nào mà nó đồng đội với tôi nó mới nghèo thôi. Chứ còn nó đối thủ của tôi là nó bay chừng trăm mấy chục ca điểm không à. Cái đó là hết thôi, tôi đâu có biết. Burger team. Mày là đồ khấm. Vậy thôi cái kia quay lì lì ơi. Khấm cái gì? Mệt quá. Bây giờ lấy con dịch kẹp vô lỗ tai 15 giây. Chị ơi. 15 giây à? 15 giây à? 15 giây à? 15 giây à? Đâu đếm mày, đếm mày, đếm mày, đếm mày, đếm mày, đếm mày. Ok. Đếm 1 2 3. Ấy sao tự nhiên tất cả nhau đây. 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 10 10 11 13 Chị Trân, chị nhớ nha, chị Trân vậy nha. Đời con trai, chị gặp tôi còn nhiều đó. Thôi chín rồi tới 18, 20 hơi đau nhẹ. Rồi Habe ơi, anh kẹo tính hơi nhẹ. Kẹo nhẹ chứ bộ có nặng đâu. Trời ơi, mà chính về muôn gì đâu kẹp ơi. Cảm nó có nặng mua, đi chứ không ra tôi chứ mở con chân mà ra chứ tôi làm của tôi ra kẹp rất nhẹ. Có nặng hay không mà tôi kẹp con chân mà ra. Mẹ tôi có nè. Cái con mà ít điểm nhất đó, thật nó lại ác nhất. Tôi kẹp ở đâu kìa. Cảm ơn dù. Nhẹ nhào mà. Mẹ kẹo này em chơi nè, chị yên tâm đi. Mọi người, cái tấm này mình giúp em cả nhà ơi. Cũng bị coi đi cô ơi. Nhấp tay, nhấp tay. Tất cả các bạn đi ngay sẽ đến nhà mình ơi. Cả nhà mình ơi, nhấp tay mình ba cái với em. Nghe nói là bọn Yuna cái gì hồi nãy đó bẻ cổ, bẻ ôm mình rồi cho mình thấy. Chúng ta chấp nhận thôi. Không sao đâu anh ơi, cuộc sống là phải chấp nhận thôi. Để có thằng bên kia hả? Con mạnh tức cỡ chừng nào á hả? Mà to miệng với to. Hồng mê ơi, anh có vợ rồi. Anh có vợ rồi. Mọi người ơi, coi mình tách tay 21 điểm cái mọi người. Dị quá. Mọi người nhấp tay mình ba cái với cả nhà mình ơi. Dị thật sự luôn á. Gia đình ơi, tách tay cho em đi. Chị mã số đi trời. Hello chị. Chị đi ngay. Đọc rồi nè. Chị Trân hay kìa ơi. Bây giờ cặp bời, bây giờ cặp bời mọi người ơi. Bây giờ cặp bời. Cũng với chồng. Cũng với nhau. Cảm ơn Vin. Bé Trân đủ 18 tuổi chưa hả? Chưa. Chưa có đủ. Đủ rồi tắt tắt màn hình giúp em cả nhà ơi. Tích cực tắt tay vận may sẽ tới cho mình ơi. Mọi người ơi, nhắm tay cảm ơn Vin nha. Mọi người ơi, lên lên điểm đấy mọi người, không cần tắt tay đâu. Tôi hỏi rồi nhưng mà tôi cố tình trả lời là tôi. Cảm ơn trái tim. Mình lên điểm luôn ơi mọi người. Mình nạp vô luôn ơi, mình khỏi tắt tay. Sao không nhà mình ơi. Hello chị Mét 48. Cảm ơn Lâm Trân, cảm ơn Kim Anh ạ. Quá hờ, sẽ biết. Cảm ơn Trinh Nguyễn. Cảm ơn Vũ nè. Cảm ơn Gạo ạ. Cảm ơn Đỏ Nhật nha. Cảm ơn Anh Trường ạ. Cảm ơn Trân, cảm ơn Vũ. Cảm ơn Hoàng, cảm ơn Trinh Nguyễn, cảm ơn Bà Hoàng, trả lời của Shubin. Cảm ơn Trinh Nguyễn, cảm ơn Trinh Nguyễn. Kẹp vô cái chỗ khác. Đi ra đường mất bọc. Bữa tối đi ra đường ba số được. Ba số nha. Double kìa nhau mình ơi. Double kìa nhau mình ơi. Dạ tạ âm tạ ai. Can I double, can I double. Như đại ca hả. Cái đầu gọt bị dây. Tôi chỉ đã báo là cái chạy bất tiêu. Giờ cứu bé chiến đại. Cảm ơn dây cây. Cảm ơn dây dây của chúng lên nào. Một ơi. Cảm ơn Văn Nguyễn à. Rồi Vĩnh. Chuyến này đi cha bờ rồi. Kiếp. Hưng bật. Kêu Ken vô đây trói thôi mới được. Hello anh Đường. Hello chị nhỏ thương tí. Cậu anh Bu nha. Cậu anh Nhật à. Cậu HKT. Hưng bật. Hưng bật. Mọi người ơi, đi ngang qua cho Luna xin một giúp cộng sản lưu trái cho mình giúp em nha. Kiếp. Xíu. Không bận nhỏ không mệt quá tao hết muốn chơi rồi. Trời ơi sao vậy? Có mới có chút xíu rồi đã mệt rồi hả? Chết tim yêu thương. Thầy cứ mãi yêu à, cảm ơn tất cả mọi người. Đúng vậy, mình trả kèo luôn rồi đỡ mất thời gian hai bên is case. Chuyện mình đang hơn điểm luôn á. Bụt ơi, bụt ở bụt nào bụt đi đâu đấy, bụt về với Na. Bụt ơi, bụt đi thôi sao? Này lần nào qua. Bụt đi đâu đấy? Bụt bao bao gì vậy? Lần nào qua cũng em mới nói câu này á. Mệt. Chồng bỏ chồng chê ăn cây kẹo kéo là chồng mê là tới già luôn. Cái gì? Cái gì chị kéo?
người nào bệnh sắp ra mang cái kẹo cháo là lộn da sống qua luôn. Người nào nghèo khổ ưu phiền ăn cây kẹo kéo có tiền tới ngay luôn. Cho em ăn cái kẹo kéo đi. Như bởi giờ chạy. Nhân Idol Burger đang rất thích tin kẹo kéo. À dây cuối mọi người ơi. Mọi người nó sẽ cần gia đình ơi. Bụt ơi. Mọi người ơi, ice cream đi, ice cream. Cuối cùng giới. Mà nghèo lắm, quá nghèo nha. Quá rồi. Ý là quá nghèo rồi. Không phải. Ý là nghèo. Ý là sao? Ý là sao không hiểu? Ý là nghèo là sao? Ý là bây giờ đứa nào cũng nghèo á. Ý là không, nghèo là sao? Mình tôi nghèo à. Luna nữa, Luna cũng nghèo. Ai cũng nghèo hết nè. Không. Tôi nghèo thì đứng lên trả kèo. Ok, nghèo đứng lên trả kèo đi. Ai ơi, bỏ trên 1 ca điểm thì không phải trả kèo nha. Chị Trân, cảm ơn chị Huệ. Bây giờ hai người lấy hàng dịch đó, gắn cho bóng lỗ mũi với tôi. Tất cả mọi người nhắc tay và tặng quà giúp em mà. Em cảm ơn mọi người, mọi người rất nhiều. Đau thiệt luôn á. Đau lắm luôn á. 10 giây thôi, 10 giây. Đau nha, đau nha. 10 giây, 10 giây. Đau nha, đau nha. Đau nha, đau nha. Giảm giờ cho tôi. 10 giây chịu rồi. Đếm nhanh, đếm nhanh. 2, 1. Ủa sao mình trả kèo ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi ok. Tháo đi, tháo đi, tháo đi. Đừng cố lên. Không có lên cái đấy là hiểu đang thở. Last game mọi người ơi, last game. Chào quá mấy anh chạy gà, mọi người anh chạy gà hết phấn vào. Hết phú mi cây em à. Nhiễm chung à. Hồi đó anh chạy gà vô, anh chạy gà. Mọi người nhắm tay cho mình. Mọi người nhắm một con gà, anh bán 50 triệu lần. Em chơi thoải mái đi em. Bây giờ anh bán hết gà. Nhắm tay mọi người ơi. Anh hết xú chân rồi. Mọi người ơi, tích thực thật tay vận may sẽ tới gia đình đó. Trời ơi, 4 giờ rồi, chết kèo mình nghỉ gia đình. Ừ, sao? 4 giờ rồi mọi người, gần tới giờ sổ rồi. Trời ơi, còn đi sổ nữa. Lẹ đem đi đánh. Kịp không? Nói đùa chứ không có chơi mình. Cả nhà đâu nhà rồi? Em không biết. Cả nhà họ, cả nhà giờ có định. Trời ơi, mọi người ơi. Mọi người có xem chính sách thưởng chuyên cần mới chưa? Chưa. 28 ngày 150 giờ. Trời, vậy ốp được có 2 ngày thôi hả? 28 ngày 150 giờ là nhiêu? Tâm lý luôn, ta tưởng đó 120 giờ hả chị? 150 giờ. Bình thường 120 giờ là mỗi ngày mình phải lai 5 tiếng phải không? Bây giờ là 150 giờ. Hello girl. Ủa vậy là ví dụ mà data của em mà 200 mấy chục giờ thì sao hả chị? Ừ đúng rồi. Tôi cũng lai vô đó giờ đó. data của tao vừa đủ luôn mấy bay bay. Em muốn lai nhiều vậy á, ý là đem vô em check thử cái data của em nha. Tụi bay treo ngủ hay gì, tụi bay lai dữ vậy? Có bữa đó chị Trân ngủ. Rồi có nha, có một lời em ngủ. Thank you anh Trường, thank you anh Bill. Cảm ơn anh Dĩnh, cảm ơn chị Hoa. Mệt quá em ngủ. Mệt quá em ngủ. Không bông nữa mọi người ơi. Để em vô em coi data của em bao nhiêu giờ nha. Thank you anh Nguyễn. Chào chị chứ. Để tao cũng coi data của tao thử. Coi ơi, coi nhà mình trao bên đó coi data của mình. Mọi người dạ có, em like hay mọi người quá. Ơi, double mọi người ơi. Double gia đình ơi. Ủa coi data coi ở đâu vậy? Em ơi, ngày nào cũng đem tiếng hết rồi. Double mày có phải là idol không nhờ? Double mọi người ơi. Mày có phải idol không? Cái đây còn 10 giây, double kìa. Cái đây lên nha. Cái đây 10 giây. Mọi người trên 3 số rồi. Double ơi. Ê Trang ơi, Trang vừa đụng bên đó vừa đụng điểm trả kèo kìa. Yeah, anh cho thêm điểm trả kèo nữa nè. Để đi coi data của tôi luôn, nó nằm ở đâu vậy? Để dẫn nè, từ ngày 1 đến ngày 2, bữa nay ngày mấy rồi, ngày 3 hả? Từ ngày 1 đến ngày 2, tới đây được 11 tiếng là đúng mỗi ngày 5 tiếng luôn á cha cha. Đúng rồi, ngày 5 tiếng á. Cảm ơn. Sao chị có 2 giờ em lại 245 tiếng.
Ủa em tưởng coi đại ta phải đại ta tháng trước là 245 tiếng hả? Ừ, đây để coi đại ta tháng trước tao nhiêu. 246 tiếng luôn, 245 tiếng, 59 phút tới ngày 30. Đăng nhập máy khác được luôn nào? Được hả chị? Ừ, đăng nhập máy khác bằng admin cũng được. Data, data có sập lại không chị? Data không, máy không này là 117 giờ. 117 giờ. Trời, tôi gấp đôi bà luôn á bà. Tháng 9 tôi lại gấp đôi bà đó. Trời, tôi like đó mà tôi muốn xỉu giờ đó Trang ơi. Em coi thử. Trong 7 ngày qua là đã like 50 giờ hơn rồi nè. 7 ngày qua tôi like được nhiều giờ rồi, được coi. 7 ngày qua, 7 ngày vừa qua tôi like được 40 giờ. Thì là cũng lai ngủ ngay, lai hơn 5 tiếng một chút. Ý là cho bà idol người ta có thể xin đăng như vậy được không? 141 tiếng. Cái gì? Cái gì 141? Mấy đứa này nó lai ngủ 24 hay gì á? Ngày tao lai 2 buổi, ủa bà cũng lai 2 buổi mà. Nhức đầu quá. Ủa? Đâu? Hoạn nạn rồi, cả nhà cứu chú Đam Mèo. Không anh ơi. Dạ. Em mà muốn được trả kèo anh ơi, giờ không có cách nào ngoài trả kèo. Kèo này là nữa. Kèo cuối cùng. Đúng không? Cuối cùng à. Đúng rồi, kèo này là kèo cuối, kèo ba rồi ạ. À. Chứ không có một cách nào nữa. Ít ưu kèo anh Quân à. Bây giờ không có một cái cách nào. Ông Bột ba ơi. Ông Bột ơi. Ông Bột cuối mọi người ơi. Ông Bột ơi. Tay em thật chặt. Giữ tay em thật lâu. Đâu có. Với em một câu để đi chọn tay cuối gọi được. Ừ, có đến khi mời giai mọi người. Bán sư tử chạy cái sáo lên được đó. Nó chạy rồi lúc đầu lai ở nơi. Giờ nó vô chuồng hết trơn rồi. Bên kia lục đục nội bộ rồi. Cảm ơn em, cảm ơn user, cảm ơn em, cảm ơn chị Huệ, cảm ơn Hoàng, cảm ơn Thương Cận, cảm ơn em bé hướng nội, cảm ơn Subin, cảm ơn khi nào đẹp gái sẽ đổi tới cho Mai Thi, cảm ơn Tiên, cảm ơn tất cả mọi người đã nhắc tay và tặng quà em bé mà. Tưởng thua nữa rồi đó. Em cảm ơn mọi người nhiều à. Tưởng thua nữa rồi không á. Sơ, từ hồi đó hát cách đây. Kèo gì vậy? Trả kèo nè. Tôi trả kèo. Có vinh ư đây. Chị Yunan, chị ơi chị ra đi chị. Mày dám giờ bên kia kẹp mình đau lắm không? Bây giờ họ kẹp vô cái chỗ nào mà nó bị nhọn nhọn. Từ từ mà lấy cái kẹp ra. Chịu. Chỗ nào nhọn? Không, mày cái nè, chứ cũng chân nè. Rồi. Cái gì không? Kẹp vô. Cái chân này. Trời ơi. Tôi tưởng con kẹp vô cái mỏ, ai ngờ phải kẹp cho cái chân mày. Đâu, kẹp vô chân mày hả? Được rồi. Đó, có hai cái không? Kẹp hai cái không? Ây ơi, đau đau. Trời, cái kẹp nó đau lắm, cái kẹp bự đau lắm. Trời ơi, có bằng cái kẹp con vịt không? Kẹp này giống kẹp con vịt nè. Giống đó, kẹp nó đau lắm á, kẹp nó bự hơn kẹp con vịt nữa. À! Để vậy lai luôn rồi. Nó đẹp mà, trang trí. À. 10 Mấy giây, mấy giây? Đâu? 9 8 7 6 5 Chị ơi, chị Dung Nam đếm, đếm phần còn lại cho em đi chị. Quên. Sao đi mày?
sao lúc người ta ác như em anh không thấy. Đúng rồi. Nè anh đưa cái mỏ anh chưa thấy đâu. Của ba em diễn không nè, đưa đây đi. Truy tu xong rồi cái lên lại truy đau mà em phải đánh cái này luôn á, em sợ đau gỡ ra đau á. Thôi tôi về đây rau về với cái máng này. Dạ lâu đây rồi gánh cảm ơn chị xíu cảm ơn chị rau trân đừng bây giờ trân mời tôi nữa. Trân mời tôi là tốt nha. Đi vô bye chị Luna. Bye bye đây tốt đây tốt. Bye bye Luna. Bye bye Luna. Bye 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 Luna. Bye 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 Luna. Bye bye. Ây da. Ê tại sao mà idol người ta có thể lấy 20 mấy chục giờ trong khi đó mình bận rộn cả ngày mà mình vừa đủ giờ được ta? Tại sao lại như vậy ta? Mình tính cũng được được lắm mà, buổi sáng mình lại 2 tiếng, buổi tối mình tranh thủ mình like 3 tiếng, rồi là một ngày mình đủ 5 tiếng là mình đã thấy mình like nhiều lắm rồi. Vậy tại sao idol người ta có thể like 20 mấy chục giờ được vậy trời? Là sao ta? Chuyện tâm linh không đùa được đâu, dạo này em thấy em like cũng nhiều lắm mà mọi người. Đúng không? Dạo đêm thêm lại rất nhiều luôn á. Sáng lại một cụ, tối lại một cụ. Dạo đêm thêm lại rất nhiều mà. Vậy tại sao người ta lại lái 20 mấy chục giờ được trời? Đó, mình mới lại chút xíu mà mình ngáp lên ngáp xuống rồi. Trong khi người ta có thể like được cái gì bà 200 mấy chục tiếng. Hay thật. Xong em vừa up like một cái em nhảy vô, em đang đi like TikTok tôi liền. Like tới qua 12 giờ đêm là hết một ngày giờ. Và sau đó em leo lên giường em đi ngủ. Tôi một thẳng cầm tới sáng thì thời gian ở đâu em mà em like một ngày thêm đường tầng. Thí dụ mà giờ tăng lên 150 giờ thì em đang suy nghĩ thêm là thời gian ở đâu mà em like. Cảm ơn bác Ngô ạ. Vừa cùng bỏ đại ca like từ 8 giờ sáng tới 4 giờ nghỉ ăn xong 6 giờ là tí đến khuya. Trời Phật. Nhưng mà đấy là mở like không, còn xíu là còn nhiều việc khác nữa. Xíu còn phải bán hàng, xíu còn phải làm clip, xíu còn phải tùm lum hết, xíu nhiều việc quá à. Bây giờ làm sao để bỏ bớt việc xuống ta? Ôm nhiều quá cũng mệt. Mình có nên là tập trung vào một cái thôi không? Mình nên tập trung vào một cái và mình phát triển một cái đó thôi. Hello, hello, Vanilla. Hello, Paula Beer. Lai bên xíu với tùm lum thì nhường cho nhỏ, nhưng mà nhỏ chưa có biết like, nhỏ không có giỏi ăn nói, phải tập cho nhỏ từ từ. Chị cũng muốn bỏ xuống bớt lắm.
Chị cũng muốn bỏ xuống bớt lắm nhưng mà nặng đầu lắm. Dạo này đầu óc hơi muôn trước quên sao, cái đầu lúc nào cũng căng như dây đàn hết vậy đó. Nên làm một nên làm nhiều, nhiều nhiều thứ nhưng mà nhiều quá thì cũng không được á. Hôm qua khách hàng kêu tôi gửi số điện thoại đi để có gì gọi điện thoại nói chuyện cho dễ, tôi gửi số điện thoại cho chị tiếp. Khách hàng chờ hoài không thấy số điện thoại. Thấy khùng không? Dạo này đầu óc tôi không có tập trung được. Nhiều việc quá tôi không có tập trung được. Cứ vậy hoài á. Cũng không ổn. Nhà mình trên này có ai mua không hả? Để tự nhiên dần dần lên slide. Cứ nghĩ là 2 tháng mấy rồi cũng vào guồng công việc rồi nhưng mà cũng chưa đâu vào đâu hết, tại vì có một số vị trí nó vẫn chưa làm được, thế nên là mình vẫn phải tự sắp xếp và mình tự làm việc. Edit clip đồ này kia cũng phải mình tự làm chứ chưa có giao cho hết được. Thế nên là công việc nhiều lắm, bây giờ nặng đầu kinh khủng. Bữa giờ là chỉ do thằng Trí nó làm cái file để mà sắp xếp lịch, sắp xếp công việc này kia. Nhưng mà nó vẫn chưa làm được quá. Rep inbox nhãn hàng nó cũng chưa làm được luôn. Đang dạy từ từ nhưng mà cũng... đang tập dần nhá. Trợ lý là người nhà tiền hơn, thế ngồi xíu không, người nhà xíu không làm được. Có tiện trợ lý không để mình về làm à? Có trợ lý rồi. Nhưng mà đang dạy nó, tại vì nó cũng đang con nhỏ. Mình nói nó nghe. Trí á, nói nó được cái, nó được cái là nói nó nghe. Nó chưa thực sự là giỏi, mình phải nói nó mới biết làm, nên là phải chỉ từ từ. Mình muốn nó làm cái gì mình phải nói nó chứ, nó chưa biết tự giác được. Trí á.
là phải dạy nó từ từ. Dạ, dạy tốt trọng dụng được lâu, thế nên là em rèn dụ nó từ giờ nè. Nó phải dạy từ từ cho nó. Đúng rồi, chị dưỡng trí mà, chị đâu có thuê người mới đâu, chị dưỡng trí mà. Dù sao ngay từ những cái ngày khó khăn á, chị kêu với anh Trí, chị nói với anh Trí như này nè. Chị nói là thôi em vô mở với chị đi. Ở của em không, cũng không có việc làm, vô mở với chị chăm sóc chị là được. Cho chị ăn ngày đủ ba bữa, với lại chị cần cái gì thì làm giùm chị là được. Với lại quay clip này kia cho chị thôi. Rồi ăn uống chỗ ở em không phải lo gì hết. Vô ở với chị đi, chị nếu mà chị giàu thì em khá chị vậy, không bao giờ chị bỏ em. Ngay từ những ngày đầu tôi nói rồi, chị không bao giờ chị bỏ em. Chúng hy vọng là em trung thành với chị vậy thôi. Nên nó vô nó ở với tôi, tao tặng giờ này. Tôi nhiều lần tôi cũng cặp lắm chứ, nhiều lần tôi cũng cặp, tôi giận lắm chứ mà. Nhưng mà thôi à, cũng tội. Tôi tự phát triển nhớ chí. Dạ. Chí nó nói nó cảm động đó, đại ca cảm động vụ gì? Cảm động vụ gì? Thật ra công việc hiện tại với anh Trí á, thật ra công việc hiện tại với anh Trí, cái khối lượng công việc hiện tại của anh Trí nó cũng không nhiều, nó đang hiện tại đang rất ít. Nhưng mà phải dạy nó. Em mới tan làm Hello Hi. Mà thăm em. Khối lượng công việc của Trí hiện tại đang khá là ít, nên là mình kiểu mình đang dạy nó từ 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 lần mình tăng lên. Để cho nó chịu khó, nó biết làm hơn. Với lại để cho nó thời gian rảnh, nó còn like TikTok nữa. Nó cũng cần có một khoản riêng chứ, đúng không? Làm sao mà nó nhận lương của mình không mà nó được, nó khá lên được. Nó phải có khoản riêng nữa. Như thí dụ như thời gian tôi like nè, những cái lúc mà tôi cần nước, cần đồ thì nó đi lấy thôi, còn nó rảnh thì nó like thôi. Trí chịu nghe bà nói là ok, bước đầu rồi. Nó chịu nghe tôi nói, chẳng qua là cái, nó chưa, nó còn nhỏ, nó chưa tự giác được thôi. Trí là trợ lý nha chị ơi, Trí là trợ lý. Trí là trợ lý, giống như bảo hộ mẫu của em vậy đó. Nhưng mà có những việc á, em muốn tự bản thân em quyết định, nên là em không, em chỉ cần trợ lý thôi. Thế nên là mọi việc em đều phải tự quyết định về cuộc đời mình. Thế nên là có nhiều chuyện, tất cả mọi chuyện em đều tự quyết định. Chỉ là Trí nó chỉ là một, giúp em một phần nào đó. Thí dụ như nó đưa thông tin đó cho em, đưa qua cho em để em chốt, để em quyết định thôi. Chứ còn toàn bộ là em phải là tự, phải tự người quyết định. Không ai quyết định thay em được hết. Em không thích cái việc mà người khác quyết định thay mình. Tại vì biết sao không? Nếu một khi mà mình đã quyết định rồi á, kết quả có ra sao á, mình tự chịu. Cho dù kết quả ra sao, mình tự chịu. Mình là người quyết định. Nhưng mà một khi người khác là người quyết định mà mốt kết quả xấu thì sao? Mình là người chịu thì mình có tức không? Tức chứ. Mình đâu làm đâu. Thế nên là mọi việc trong cuộc đời mình, mình phải là người quyết định, không được nhờ vả một ai, bất kỳ một ai khác quyết định thay mình hết. Mình phải là người quyết định. Liên quan đến mình, về cuộc đời mình lại, thì mình phải tự quyết định. Chị dễ tính nhất so với những idol em đang từng đi theo rồi. Đúng rồi, chị dễ kinh khủng. Chị dễ Trí kinh khủng luôn á. Muốn làm gì nữa làm, mà biển là lúc chị cần có nó là được. Thí dụ như sáng chị ngủ dậy, bữa nay chị, hồi trước chị cho nó ngủ thoải mái tới mấy giờ nó muốn ngủ, tới mấy giờ nó ngủ. Nhưng mà bữa nay chị ra target rồi. Bữa nay là sáng, kể cả chị không dậy không nổi thì em cũng phải dậy lúc 9 giờ cho chị, trễ nhất là 9 giờ. Nhưng mà hôm nay nó vẫn ngủ tới 1 triệu 11 giờ trưa. Tại vì tối qua đi chơi mệt thì tôi biết nó mệt nên cho nó ngủ. Không kêu chứ sáng tôi dậy, xuống sáng tôi dậy sớm một lần rồi. Xong cái tôi kêu là 9 giờ phải dậy, trễ nhất là 9 giờ. Đó, cho em ngủ nướng tới 9 giờ. 9 giờ rồi em viết cho chị một cái lịch. Bây giờ em ra cho chị một cái lịch là
khoảng thời gian đó, khoảng thời gian đó em làm gì nhưng mà tới giờ nó vẫn chưa đưa lịch cho tôi cũng chưa không đói gì luôn. Nhưng mà dạo này nó thấy nó cũng dạy, dạy được rồi, thôi bây giờ mình thay đổi từ từ từng cái một. Nhìn xíu dễ cập mà tính ra dễ thằng tính nữa. Đúng rồi, xíu rất dễ cập. Trái ý xíu là xíu cập liền. Nhưng mà trái ý xíu là những chuyện mà xíu khó chịu kinh khủng thì xíu mới cập. Còn những cái chuyện mà vặt vãnh là xíu bây giờ xíu cập. Thí dụ như nhìn cái rồi thôi là bình thường lại. Chứ không phải kiểu mà chuyện nhỏ chút xíu cũng cập không quá. Chuyện lớn xíu cập chuyện lớn mà còn những chuyện nhỏ xíu không có cập đâu. Nó cập những chuyện bự còn mà nhờ còn những chuyện nhỏ xíu nói giỡn ra rồi thôi à. Hồi trước nóng tính lắm nha, bây giờ không có nóng tính nữa. Hồi trước nóng tính kinh khủng, bây giờ không còn nóng tính nữa luôn. Xíu cảm thấy hiện tại xíu đang thay đổi luôn á. Là xíu không còn nóng tính nữa. Và rất ít khi lớn tiếng. Nói chuyện rất nhẹ nhàng, rất ít khi lớn tiếng. Hồi xưa xíu nói chuyện lớn tiếng lắm. Sau bây giờ xíu không còn lớn tiếng nữa, xíu nói chuyện ở ngoài, kể cả ra ngoài đường, xíu gặp người ngoài chửi mắng xíu, xíu cũng thấy nhẹ nhàng, xíu cũng không có muốn lớn tiếng với người ta, mà xíu cũng không còn bực dọc trong người nhiều nữa. Thí dụ như nếu mà có bực một cái chuyện gì đó, xíu cứ xung xẻ, xíu bực trong lòng, xíu không có nói ra. Không còn như hồi trước nữa. Hồi trước, hồi lúc mà còn nhỏ thì nông nổi kinh khủng á. Biểu hiện của người trưởng thành rồi đã xíu già. Giác ngộ rồi. Thời gian ngắn nhưng đại ca thay đổi rất nhiều, làm chị mạnh mẽ hơn trước. Ai rồi cũng phải đến lúc trưởng thành mà đúng không? Là khúc này hát bài này là hợp lý nè. Smiley. Chỉ đang ở với Trí thôi. Rằng này cô gái hãy nhớ cho
con gái cô đơn lắm đây, tại sao không yêu lấy để mất đi một người chỉ vì vô tâm. Có những điều mà em muốn nói không kịp đâu, đã quá muộn rồi. Có những điều mà em từng ngó lơ lại là ước mơ bao người, là tại em nỗi đau đi đến suốt đời. Khi yêu chỉ cần như thế, chia tay thì mình mới trưởng thành. Xíu giờ thương quá cho ông một cái. Mình đi được không? Được chứ. Smilia nhắn tin ở trong group có tag tên người đăng ký á, thì cứ inbox cho bạn đó. Smilia có trong group không? Em cảm ơn chị Charm White. Em cảm ơn chị ạ. À, đại ca thuộc bài gấp đôi, thương chui thu thuộc lắm. Muốn ốp luôn rồi á kèo. Mặt chị nhìn cưng quá chứ không có ai. Mình không có trong group. Group và bấm vô tên của xíu nè, xíu có để link group đó vô đi. Vô đi rồi hỏi, vô đi rồi nhắn tin cho Khanh á. Nhắn tin cho Khanh rồi liên hệ Khanh để đăng ký nha. Smiley ơi, lẹ nha. Hôm nay chốt á. Người lạ tháng qua không biết hát thêm bài suy đi bé. Bài suy là bài gì vậy? Cảm ơn Queen, cảm ơn Minh Che. Bình Hiền treo ngủ đó, idol người ta dạy đó, biểu sao idol người ta cũng 200 mấy chục tiếng mà mình có, tại sao mà mình có 100 mấy chục tiếng không đủ? Còn slot, còn vài slot đó mọi người đăng ký thì mọi người đăng ký lẹ nha. Tại vì còn vài bạn có vẻ bận không đi được. Hôm trước là đăng ký đủ rồi nhưng mà đợt này có vài bạn bận không đi được á, nên là còn trống vài slot, mọi người inbox liền. Gấp đôi yêu thương chị chưa có tập thuộc em ơi. Dội vào phòng khi em ngủ say, tình cờ làm cho em thức dậy. Ồ, mình đã qua đôi mươi rồi, tóc lăn xoăn đầu bù rồi nhưng em vẫn xinh. Một mình soi gương em ngắm nhìn, cảm thấy mình thật dễ thương. Màu trong đôi mắt em là một màu nắng nhẹ nhàng.
vết tàn nhàn lăn tăn chạy đùa trên đôi má hồng. Cười duyên em trai vội gọn gàng đầu tóc bước đi nhanh nhanh đến nơi hẹn cùng vốn mai đưa bạn thân. Gió miên man chợt đùa làm cho em tung tóc bay giữa trời, khiến em môi ngại ngùng vội ôm làn tóc rồi khẽ nhanh nhanh thở dài. Em vội chạy đi đến nơi đã hẹn, tránh cơn mưa lao sao muôn đô ngoài kia. Nghe hát cũng dễ thương quá chừng ạ. Một ngày nắng dịu dàng, có người mang cho em một bao to những món quà, và trong mây bước ra là chàng hoàng tử quá ư xinh trai, đứng bên cạnh và nhẹ nhàng hôn vào tay. Có khi em giật mình nhận ra em lại ước mơ quá nhiều, ước mơ chỉ một người yêu vô cùng hoàn mỹ. Chỉ cần một người dẫn em đi ăn món ngon mỗi ngày, em chỉ cần một người sẽ khiến em cười vui. My girl, you are all my dream, you are all my dream. Em chỉ cần một người dẫn em đi ăn món ngon mỗi ngày, em chỉ cần một người sẽ khiến em cười vui. Gọi nhà văn chúng chím hả? Lo nẻ hay là tất cả mọi người ạ? À?
Job này xinh quá hả? Job này hơi ốm nha. Trông như ta là đôi tình nhân, mà mày khi dòng người tình nhân. Nhân tình nào giấu sâu, tận ngờ khuôn không dám công nhận. Hưng ngờ rồi thiết tha, chẳng quen cũng chẳng phải là, chẳng sâu đậm cũng không phải là. Bên đôi là trăm rừng nghỉ, tình có lúc thật, đôi lúc không thật, có nắm anh được đâu mà mơ. Bước thì ngại mà trăm bước ở lại, làm người cô đơn với nỗi nhớ đêm dài. Vậy ta là ai, ta có ôm hy vọng cho ai muốn nắm lấy quá khứ lưng chừng, là tất cả hoặc không phải là gì cả. Vô thành thang dòng người bước vội vàng, sợ cơn mưa kia đôi khi quá nắng hạn, nhìn mưa buồn rơi vỡ tan vỡ tan, nhìn mưa buồn rơi. Tự nhiên cái đang hát giọng gì bưởi vô mặt vậy trời. Xin mới. Thank you. Con gì trời. Đó, đó công việc của Trí vậy đó. Lâu lâu là cứ phải chăm em vậy đó. Lấy đồ ăn vô cho em rồi lo nước rồi có thử hết nước rồi chưa có gì thôi đó. Bao nhiêu lâu em có thấy anh giận đâu, bên nhau có lắm người ơi, xin đừng để em chơi vơi. Đôi ba lời hát em muốn gửi gắm chỉ có nắng và trời xanh. Đêm khuya bên ngoài lạnh lắm nhưng không lạnh bằng lòng anh. Không biết phải làm sao, em thật sự không biết phải làm sao. Anh chẳng nói một câu, thế thì giận em trong bao lâu. Tay này hôn đi chứ đừng lặng im, môi này hôn đi chứ đừng lặng im. Vì thương là thương mà ghét là ghét, chứ sao anh cứ im như vậy. Anh chẳng thể nói một câu, em sẽ ở đó và không phải lo âu. Em thương anh nhất trên đời, yêu anh nhất trên đời, nhất trên đời, yêu anh nhất trên đời. Nghe điện đó. Em xin hãy hiểu em nhiều thêm, em chỉ có mình anh, em xin hứa với trời xanh.
em có làm gì sai, anh phải nói em sửa ngay. Cứ ngại nhau như thế này thì khác nào mình chia tay. Không biết phải làm sao, em thật sự không biết phải làm sao. Chị chẳng nói một câu, thế thì giận em trong bao lâu. Tay này hôn đi, chứ đừng lặng im. Môi này hôn đi, chứ đừng lặng im. Vì thương là thương mà ghét là ghét, chứ sao chị cứ im như vậy. Chị chẳng thể nói một câu, em sẽ ở đó và không phải lo âu. Em thương chị nhất trên đời, yêu chị nhất trên đời. Nhất trên đời, yêu chị nhất trên đời. Em biết rằng là chị thương em nhất mà. Có thế công dân sao mà khó khăn vậy ta. Cứ để em phải nói như vậy à. Một tiếng nữa là em giận ngược chị à nha. Anh chẳng thể nói một câu. Tụi bay nói cái nào nó hợp lý chút được không bay? Đứa nào phát ngôn câu đó hả? Tụi em cũng yêu trực tiếp đúng không? Ờ, cả nhà mình đều yêu trực tiếp. Ghép cho mình một người để có người đi ấp trong hôm qua ghép rồi. Mọi người ai cũng yêu chị Tiếp mà đúng không mọi người? Gia đình mình ai cũng yêu chị Tiếp mà đúng không? Ừ. Đấm. 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 Thấy chưa? Không bằng tôi thôi. Hát bài gấp đôi yêu thương, bài gấp đôi yêu thương chưa có biết. Chị Tiếp cũng yêu chị Tiếp, đấm đấm. Gấp đôi yêu thương chưa thuộc bà, trời ơi trời. Từ từ để người ta tập đã, gấp đôi yêu thương cái gì mà gấp đôi yêu thương hoài luôn. Người ta kêu chưa tàn, người ta chưa có thuộc. Đại đi chị nữa rồi đó. Hát bài tất cả hoặc là không làm gì cả. Em dùng mới hát thăm bài đó luôn. Anh xoài đi đại ca. Bữa nay tao ăn xoài được rồi bé ơi. Bé đừng có chọc tao nữa. Tao không có nói bậy nữa đâu. Bé khỏi. Chết. Em mới đi làm về coi đại ca luôn đó, đại ca sắp ốp rồi. Tung tăng vui cả ngày tháng. Dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy. Tóc em xanh vì anh, mắt anh vui vì em, chung bước vì yêu. Mọi người nghe bài này chưa? Biết em yêu chị nhiều, đôi khi chị hay cả chân. Gió đưa anh quay về cùng em trong đêm mịt tối. Mặt môi xưa còn đây, chiếc hôn này vụt bay, bay xa tầm tay. Xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu, muốn nghìn trùng không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hơi
trong lòng dòng tố rất mưa giang cho rất nỗi buồn. Cao quá, anh ta hạ tông không ta? Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng, dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy. Tóc em xanh vì anh, mắt anh vui vì em, chung bước vì yêu. Biết anh yêu em nhiều, đôi khi anh hay lạc lối. Gió đưa anh quay về cùng em trong đêm mịt tối. Mặt môi xưa còn đây, chiếc hôn này vụt bay, bay xa tầm tay. Yêu dù là xa, ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa, nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muốn nghìn trùng khâu xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em, vì tình yêu anh sẽ hello big cả bộ. Chờ em xa vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm khắp mưa trong lòng, dòng tố rứt mưa ra cho rớt nỗi buồn. Yêu dù là xa, xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muốn nghìn trùng khâu xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi anh, vì tình yêu anh sẽ chờ em dang vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng, dòng tố rút mưa ra chưa rút nỗi. Tôi vô hồi nào vậy? Xíu nay thi gì? Sao? Bài hôm công 2 đi không biết. Đùa hơi qua không biết luôn. Có bài gì hay hay mà lâu rồi ông ta? Sao có lời. Đừng để tâm trạng trùn xuống xưa và đâu có đâu, tâm trạng sẽ đâu có trùn xuống đâu. Bây giờ sẽ chỉ buồn ngủ thôi quý vị và các bạn ơi. Nãy giờ chị Hà có nói gì không giờ chị Hà ơi? À có bài này. Bài này cũng dễ thương. Dạ khúc là bài gì? Qua đó là bài gì trời? Đúng bài này rồi, bài sao? Sao nó không có biết ta? Mới ngon hơn bạn thượng rồi. Mày
mày quên đại ca mày rồi phải không? Kiss me. Giận anh vì sao anh không đến? Giận anh vì sao bỗng dưng trời lại mưa? Giận anh vì sao không tin nhắn? Giận anh cứ ngó nghiêng cà phê là cả suốt ngày. Giận anh vì sao đêm không nắng? Giận anh vì sao bỗng dưng phố lại đông? Giận anh vì sao? Vì sao em giận anh? Vì yêu quá vẫn muốn giữ lại anh mà thôi, cho riêng em thôi. Vì thế mỗi khi em giận vu vơ, đừng trách móc chi. Ok, giờ Lý Quý Nhân còn đây không? Có Lý đâu? Giận anh vì không cho em biết. Giận Lý nhiều đêm đứng chờ vào ngoài mưa. Giận Lý làm ngơ khi ta bối rối. Giận Lý tôi không qua nhà chơi, ngóng trông Lý hoài. Giận sao trời mưa mưa không dứt. Mình tôi ngồi chẳng biết rằng Ly, giận Ly đang ở đâu, làm tao cứ lóng ngóng môi tôi mong chờ tin tin Ly nơi đâu. Vì mới biết Ly có thật yêu tao, vì muốn biết anh không còn thương nhớ ai ngoài em. Vì đã quá yêu nên càng muốn biết, càng muốn có nhau nhưng giận hơn có đâu ai buồn. Hôm bữa giờ tao thấy mày bay mình cũng khác nhiều lắm Ly. Dạ hết là vậy rồi. Dạ Lý Quý Nhân mãi là giờ em nha mọi người ơi. Lý Quý Nhân mãi là giờ em. Hết là gì không ly dị nữa đâu. Rồi không ly dị nữa. Hết là vậy rồi.